Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ vô cùng hấp dẫn ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone 12 sẽ có tới 5 camera. Trang Phone Arena vừa đưa ra những nhận định và concept thú vị về các tính năng sẽ xuất hiện trên thế hệ iPhone 5 sau, tức iPhone 12. Về thiết kế thì chuyên trang công nghệ này cho rằng iPhone 12 sẽ sử dụng khung vuông như là iPhone 4 hay là 5, nhưng vẫn sẽ có hai mặt được vắt cong 3D nhằm đề cao tính thẩm mỹ, sắc sảo và tạo cho người dùng cảm giác cầm thoải mái. Hiện tại thì nếu anh em vẫn còn hâm mộ lối thiết kế cũ của Apple thì có thể ngó qua chiếc iPhone 8 Plus đang bán tại Clickbuy, anh em tham khảo nha. Thực tế thì Apple đã từng thử nghiệm thiết kế tương tự trên iPad Pro hay gần đây là MacBook và nhận được phản ứng tích cực. Quan trọng hơn, nó cũng khiến các dòng sản phẩm của công ty Mỹ trở nên nhất quán. Có tin đồn cho rằng iPhone thế hệ mới sẽ loại bỏ phần tai thỏ dư thừa. Tuy nhiên, Phone Arena vẫn cho rằng Apple giữ lại kiểu dáng này nhưng làm mới theo hình chữ V thay vì chữ U như hiện nay. Đồng thời thì thu hẹp diện tích để máy trở nên hài hòa hơn. Thực tế thì điều này là hợp lý bởi công ty Mỹ đã khai tử cả biến vân tay trên iPhone mới nhưng chưa thể tích hợp nó vào dưới tấm nền màn hình. Trong khi đó, dù ưu tiên bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt 3D, Apple chưa thể tích hợp Face ID xuống dưới màn hình hoặc vị trí hợp lý hơn và điều này buộc hãng phải giữ lại notch. Về camera, iPhone 12 có thể sẽ là smartphone đầu tiên được Apple trang bị tới 4 ống kính, bao gồm một ống tiêu chuẩn, một ống tele, một ống siêu rộng và còn lại là cảm biến Time-of-Flight để đo độ sâu hình ảnh 3D chính xác. Tính năng này từng được Michiko, người chuyên gia đưa ra các thông tin chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple dự đoán. Ngoài ra thì cụm camera này cũng có thêm cảm biến tia hồng ngoại IR. Khi kết hợp với Time-of-Flight, nó sẽ giúp giả lập bản đồ môi trường xung quanh, kết hợp với thuật toán phần mềm để cho ra những bức ảnh có độ sâu chính xác hơn so với máy ảnh của các sản phẩm đối thủ. Như vậy, thế hệ iPhone 12 sẽ có tổng cộng là 5 camera, bao gồm 4 camera chính và 1 camera true depth. Rất thú vị đúng không nào? Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Sony Xperia 3 lộ ảnh thực tế. Mới đây, một số hình ảnh được cho là Xperia 3 do rỉ trên website CNMO, Trung Quốc. Máy có kiểu dáng không khác nhiều Xperia 1 với phần viền vuông vắn và bo tròn nhẹ. Màn hình máy vẫn có viền khá dày, đồng thời Sony sẽ vẫn trang bị cảm biến vân tay cho máy ở cạnh phải. Camera mặt sau khá dài và lồi so với bề mặt. Về cấu hình thì Xperia 3 có thể là thiết bị cao cấp nhất của Sony trong năm 2020 với việc được trang bị Snapdragon 865, chipset mà Qualcomm dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Trước đó thì một số tin đồn cho rằng vi xử lý di động này được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, hiệu suất đồ họa tăng từ 17% đến 20% so với Snapdragon 855+ hiện tại. Ngoài ra thì smartphone mới cũng sẽ có hai phiên bản, một trong đó trang bị mạng di động 5G tốc độ cao, trong khi model còn lại dùng 4G. Tuy vậy, các thông tin khác lại chưa được tiết lộ. Và một thông tin rất hài hước cuối cùng của ngày hôm nay, thanh niên rich kid mua Apple Watch cho chó đang nợ như chúa trộm. Vương Tư Thông, con trai một tỷ phú Trung Quốc, người từng nổi tiếng vì mua hai chiếc Apple Watch bản siêu sang cho chú chó cưng của mình, đã bị nước này đưa vào danh sách các cá nhân mất uy tín về tài chính. Được biết, Vương Tư Thông, 31 tuổi, là con trai của đại gia bất động sản có giá trị dòng vào khoảng 12,6 tỷ đô la. Tư Thông khiến dân tình dậy sóng vào năm 2015 khi mà mua cho chú chó cưng của mình một cặp Apple Watch Edition siêu sang với giá lên đến là 10.000 đô la một chiếc. Nhưng không may cho Tư Thông là thói quen chi tiêu vô độ của anh đã buộc anh phải trả giá. Mới đây, tòa yêu cầu một trong những công ty của anh này phải trả 530.000 đô la cho một công ty đối thủ, nhưng si công bó tay. Trong một vụ việc khác, một tòa án ở Bắc Kinh tuyên bố anh nợ đến 21,5 triệu đô la. Kết quả là si công đã bị đưa vào danh sách con nợ. Không được phép mua bất kỳ thứ gì được xem là sang trọng nữa, bao gồm vé máy bay hạng nhất, mua hàng sang chảnh, đi tàu cao tốc, ở khách sạn cao cấp, đi câu lạc bộ, chơi golf, mua đất đai, tài sản và nhiều thứ khác. Hiện tại thì chưa biết đến khi nào Tư Thông mới được cho ra khỏi danh sách đen trên. Và vậy thôi, vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.